Hello, xin chào anh em nhá. Thì hôm nay lại tiếp tục mở hàng hôm khuyến mãi các bạn ạ, hôm Lazada, Shopee các kiểu ấy. Hôm nay mình có một cái kiện hàng, đấy là một cái tripod, là cái chân máy ảnh ấy. Cái này thì bạn nào đang làm YouTube hoặc là có ý định làm vlog các kiểu ấy hay là YouTube thì chắc chắn là phải có một cái này các bạn ạ. Cái tripod này không thể thiếu luôn. Nếu mà bạn nào có ý định làm vlog hay là YouTube ấy thì ở đây con này mình lấy là con nào wedding gì đây. Đây là mình cho các bạn xem này. Con là tripod Wefang WT3520. Đó, giá là 289.000 ở bên kia sống channel ấy. Con này thì cao 1m4, gấp lại thì thành 55cm, trọng lượng là 0,92kg nhé. Nó có thể tải trọng được 3kg. Hiện tại thì mình cũng đang sử dụng một cái chân máy ảnh nhưng mà của hãng khác đang quay cho các bạn xem ấy, đang gắn máy ảnh. Thì cái chân máy ảnh của mình thì nó quay mà lúc mà quay sản phẩm ấy thì nó hơi bị rung các bạn ạ. Thì nó không được mượt cho lắm, cái lúc mà quay ngang hoặc là quay lên xuống ấy, quay những cái sản phẩm các bạn xem như loa đài các kiểu ấy. Thì mình thấy trên mạng bán cũng khá là rẻ rẻ nên là mua một chân về. Và nhìn cái kết cấu của nó cũng khá là ok nên là mua về xem thử thế nào. Cũng như là tiền thể đây thì review các bạn xem luôn. Có một cái hộp khá là dài thế này này. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra và cho các bạn xem luôn nhé. À thì link mua trên Shopee cũng như là trên trang web các kiểu thì mình để trong phần mô tả nhé. Các bạn có thể vào đấy để xem. Mình sẽ rạch cho các bạn xem này. Con chân máy ảnh của mình hôm trước mình mua 500.000 các bạn ạ, ở cái tiệm bán máy ảnh ấy, mà cũng nhìn cũng như thế này thôi mà tận 500.000. Thấy chân này cũng khá là rẻ rẻ. Bọc kỹ quá. Cái chân máy ảnh mà xốp này bọc kỹ quá. Đây các bạn ạ, nhìn cái chân máy ảnh này thì nó xịn sò hơn cái chân của mình. Cái chân của mình trước đây thì mình mua 500.000, nó không được xịn sò thế này đâu. Còn cái chân này thì khá là rẻ, gần 300.000 thôi. Đấy, mình mở ra luôn nhá. Ở đây là một vài chức năng của cái tripod này này. Chân đệm cao su, đây là móc treo các kiểu này. Đó, tí nữa thì mình sẽ cho các bạn xem chi tiết luôn. Ở đây thì mình có một cái túi để đựng cái tripod, đựng cái chân máy ảnh ấy. Đây mình sẽ lấy ra các bạn xem này. Đó, có túi hẳn hoi nhá. Đây là cái chân máy ảnh của mình. Wow, con này nhìn nó to hơn cái chân của mình các bạn ạ. Cái chân đang gắn máy quay của mình ấy. Có thể kẹp cho điện thoại này. Đây là một quyển sách hướng dẫn. Chỗ này là cái siêu. Mình sẽ bỏ đi. Đấy, ở dưới này là cái đệm cao su nhá. Cái này là gắn cho điện thoại này. Bạn nào quay vlog bằng điện thoại thì có thể gắn cái này vào. Bằng máy ảnh thì gắn cái bên trên này này. Đó, cái đấy này. Ok, thì ở đây là cái tripod của mình nhá. Đó, về cái mặt nhìn cái tổng quan ấy thì nhìn rất là hùng hổ các bạn ạ. Cái này nó nhìn chắc chắn hơn cái tripod của mình. Cái tripod của mình thì nhìn nó hơi bị mỏng manh. Chiều cao của tầng này thì nó là 55cm, cao hết cỡ là 1m4 nhá. Đó, ở dưới này là có mấy cái chân cao su định hướng này. Lúc mà cái mặt nền của các bạn không bằng phẳng ấy thì nó sẽ định hướng lên. Đó, cái núm xoay xoay này này. Đây, đẩy đây thì nó sẽ định hướng nó bằng phẳng hơn, giúp cái chân nó đứng vững hơn nhé các bạn. Ở dưới này thì sẽ có một cái móc để treo quả tà, giúp mà lúc nào các bạn mà treo cái máy ảnh nào mà nó khoảng tầm 3-4kg ấy, thì treo cái quả tà vào chỗ này, nó sẽ đối trọng và giúp máy ảnh nó đứng vững hơn. Rồi, ở đây có một cái tay quay này. Cái này quay, à cái này hay các bạn này. Wow, hay đấy, mình sẽ quay các bạn xem nhá. Để bên này thuần tay mình hơn. Đó, giảm xuống này. Đấy, đấy nha. Quay nó giúp mảnh nó lên đấy, lên xuống nó mượt hơn các bạn ạ. Mặc dù thì mình thấy cái này nó hơi nặng tay một xíu, nhưng mà thế này cũng ok rồi. Nếu mà bỏ máy ảnh lên khoảng tầm 1kg, 2kg thì cũng khó quay đấy. Cái này các bạn phải quay trước khi bỏ máy ảnh lên. Còn về bạn nào muốn gắn điện thoại ấy, thì bỏ cái kẹp này vào này. Đây các bạn kẹp cái điện thoại vào. Xong đó là các bạn bỏ lên chỗ này nhá. Bên trên này sẽ có một cái lẩy này để lấy cái này ra. Đó, cái nút này để ấn vào đây. Ở dưới này sẽ có một cái khuỷu này để các bạn xoay vào. Rồi, các bạn bỏ vào đây nhá. Nhìn rất là gọn gàng các bạn ạ. Cái máy ảnh của mình nó không cao để các bạn xem được. Đó,
Các bạn kẹp vào đây nhá, mình sẽ bỏ điện thoại các bạn xem này. Đây, cái điện thoại của mình sẽ kẹp thế này. Đó là cái ngoàm để giữ điện thoại này này. Đó, quay lên quay xuống. Mình nghĩ là chắc chắn là bạn nào mà làm YouTube hoặc là làm vlog các kiểu ấy, bắt buộc phải có một cái chân tripod như thế này. Cái chân để gắn máy ảnh với điện thoại đấy. Nếu mà không có cái này thì đúng là không phải là YouTube chuyên nghiệp rồi. Bắt buộc phải có các bạn ạ. Một là đầu các bạn tự chế ra, hai là các bạn mua về thôi. Chứ còn mà nếu làm YouTube hay là vlog mà thiếu cái này thì không chuyên nghiệp cho lắm. Bây giờ mình sẽ thử xem mà cái thao tác lên xuống thế này, xem có ok không nhá. Wow, con này nó mượt hơn con của mình các bạn ạ, không bị rung các kiểu đâu. Rất là êm nhá. Cái thao tác mà lên xuống này các bạn này, cảm giác mà nó đầm đầm tay một xíu ấy, thì lúc mà đưa mảnh thì nó sẽ mịn hơn, video nó sẽ mềm mại hơn. Còn mà nó nhảy quá ấy, của mình thì nó nhảy quá các bạn, nên là tay các bạn mà rung một xíu là cái mảnh nó sẽ bị lên lên xuống xuống. Nói chung là nó cũng khá là ok các bạn ạ, cũng khá là mượt. Để mình xem mà quay ngang thế nào nào, nới cái này ra này. Quay ngang thế này. Quay ngang thì nó hơi nặng một xíu các bạn ạ. Thì như mình đã nói ấy, cái lúc mà các bạn quay ấy, thì nó hơi đầm đầm tay một xíu thì cái thước phim nó sẽ mượt hơn. Còn nếu mà nó lỏng quá ấy, thì tay các bạn nếu mà rung này ấy, thì cái hình ảnh nó sẽ bị lắc đi lắc lại. Thì những cái thao tác này thì dành cho những bạn nào mà quay vlog các kiểu thôi. Chứ còn mà quay cố định ở nhà thì chỉ cần đứng lên và chỉnh góc là ok. Không cần phải di chuyển hay quay đi quay lại đâu. Ở đây sẽ có một cái để nghiêng cái máy quay này. Đó, các bạn nghiêng để livestream chẳng hạn. Đấy. Đó, bạn nào ở nhà mà livestream bằng Facebook các kiểu ấy thì có thể dùng cái chân này cũng được. Cái này thì nó sẽ đứng được 90 độ nhá. Lúc nào mà không xài nữa thì các bạn chỉ việc cập là này ok. Quay từng góc một. Những cái thao tác này thì dành cho những bạn nào quay phim chuyên nghiệp thôi các bạn ạ. Còn quay review như mình thì chỉ cần như thế này. Đó, quay vào mặt bàn là ok. Ok các bạn ạ, thì mình không phải là những cái dân quay phim chuyên nghiệp đâu, nên là không đòi hỏi cao về cái chân tripod giá rẻ này. Nếu mà nói về những cái chân máy ảnh mà quay phim chuyên nghiệp ấy, nó lên tầm mấy triệu đồng, có khi cả chục triệu đồng các bạn ạ. Còn đây là cái chân giá rẻ mà, chỉ gần 300 nghìn đồng thôi. Những cái chân đắt tiền thì chủ yếu là những người ta quay chuyên nghiệp, quay phim các kiểu thì người ta mới dùng thôi. Còn mình quay YouTube hay là quay vlog thì sử dụng cái chân này là ok. Về cái chức năng của nó này, cũng như là cái đồ gia công của nó khá là chắc chắn các bạn ạ. Đó. Cái khung này mình thấy khá là to này và nhìn khá là chắc chắn. Đây, mở dài chân ra. À, cái chân này mình đo đấy các bạn ạ. Nó dài gần 1m4 nhá. 1m4 là lúc mà các bạn kéo hết cái chân này ra ấy. Đó, kéo dài chân này ra. Đấy. Bên trên này các bạn quay cho nó dài ra là đo từ cái đỉnh này xuống là 1m4. 1m4 thì ít khi mình sử dụng nó cao vậy các bạn ạ. Bình thường mình chỉ sử dụng ba cái đốt này thôi. Rút ba cái này ra là hợp lý rồi. Ở chỗ này thì có một cái tay nắm chân mảnh này, lúc nào các bạn ví dụ đang quay cái con xe đang chạy chẳng hạn nhá, mà muốn là chạy theo mà không phải thu gọn chân lại, các bạn cầm vào cái này, các bạn chạy theo luôn. Đó, rất là nhanh. Ở đây mình thấy cũng là một cái điểm cộng đấy. Còn mình thấy cái này thì lúc quay ngang này hơi nghẹt một xíu các bạn ạ. Đó thì ok, thì như vậy mình đã mở hộp cho các bạn xem mà tất cả những cái chức năng của nó đây nhá. Thì mình không phải là dân chuyên nghiệp nên là không thể nào mô phỏng các bạn xem về những cái chức năng của nó được. Cũng như là những cái chức năng chuyên sâu, chỉ biết là nó có thể kẹp được máy ảnh này và điện thoại lên. Đó, gắn điện thoại thoải mái nhá. Kẹp điện thoại lên, bỏ vào chỗ này. Đấy. Rồi là quay vlog hay là quay YouTube các kiểu bình thường. Đấy. Nhìn rất là ok các bạn ạ. Thì mình đã cho các bạn xem qua từ đầu đến cuối đây, cũng như là các cái chức năng của nó. Nếu mà bạn nào mà thiếu thông tin nữa thì các bạn có thể lên trên mạng tra cái mã code này ra nhé các bạn. WT này 3520 là sẽ có rất là nhiều cái thông tin về cái chân máy ảnh này. Chủ yếu là các bạn xem video thì nó sẽ thực tế hơn các bạn ạ. Đó. Các bạn xem gần này. Bên này là cái tay nắm, chỗ này là cái tay quay để nó lên xuống. Rồi, ok, như vậy mình cũng đã mở hộp cũng như là cho các bạn xem rồi nhá. Link mua hàng thì mình để trong phần mô tả ấy, thì các bạn có thể vào đấy để xem. Còn bây giờ, kêu chế chào các bạn nhé.